các bạn. Video này tôi xin chia sẻ được một bức thư của Gmail của Gold Ascent gửi cho tôi. À, đây, Gold Ascent rồi. À, bức thư này, tôi sẽ mở bức thư này để đọc. Này như sau, Gold Ascent đã gửi cho tôi như này. Bạn cần xác minh danh tính của mình. À, như sau này, bạn lưu ý này. Bạn cần xác minh danh tính của mình để nhận thanh toán từ Gold Ascent, tức là từ nhận thanh toán từ kênh YouTube ấy. Thực ra kênh của tôi thì là một tháng chỉ được có mấy chục nghìn thôi, rất là thấp, nhưng mà nó cũng vẫn thực hiện đúng quy định của mình. Để hoàn tất quá trình xác minh, bạn cần phải cung cấp thêm thông tin cùng với một ảnh chụp giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cung cấp còn hiệu lực, ví dụ như hộ chiếu, giấy phép lái xe. Điều này rất quan trọng nhé. Và thông tin của nó phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cung cấp. Tức là các bạn có thể dùng chứng minh thư, hoặc các bạn có thể dùng bằng lái xe, các bạn chụp lại. Và đặc biệt các bạn lưu ý, khi chụp chứng minh thư hoặc bằng lái xe thì các bạn chụp cả hai mặt nhé. Và hai mặt đấy cùng để trên giấy A4. À, và các bạn chụp xa ra để lấy được cả mép của chứng minh thư hoặc bằng lái xe, tức là lấy mép ngoài luôn. Và đặc biệt là các bạn không được chụp để bóng đèn nó chiếu vào, nó làm lóa cái chứng minh thư của bạn hoặc là bằng lái xe. Tốt nhất là các bạn nên chụp ban ngày. Đấy, và nhớ lấy mép bên ngoài. Và các bạn nên copy và các bạn paste vào cái giấy A4 ấy, có hai mặt. Bởi vì là đây này, các bạn đọc tiếp này. Quá trình xác minh có thể mất vài ngày. Bạn có sẽ không thể chỉnh sửa tên của mình trên hồ sơ thanh toán trong quá trình xác minh. Và sau khi hoàn tất quá trình này, mẹo giấy tờ này này, nó hướng dẫn mình thế sau. Chụp toàn bộ tài liệu bao gồm đầy đủ bốn góc, tức là lấy cả mép ngoài nhé các bạn nhé. Đấy, chụp lên xa một tí, đừng chụp gần quá mà không lấy được mép ngoài của bằng lái xe. Thứ hai là ảnh của bạn phải dễ đọc, rõ nét, không có vùng phản chiếu hoặc bị lóa, tức là ánh đèn hoặc là đèn flash nó lóa và cái nó không được nhé. Giấy tờ không hoàn chỉnh hoặc che mất, tức là các bạn phải chụp xa ra một tí để lấy mép ngoài của giấy tờ của các bạn. À, để tránh hành vi lạm dụng, chúng tôi chỉ cho phép số lần yêu cầu xác minh có hạn, tức là các bạn chỉ được phép khoảng độ 2 lần thôi. Nếu không được 2 lần thì là các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Hành động tải giấy tờ hoặc hình ảnh không phải giấy tờ tùy thân của bạn lên có thể dẫn đến tạm ngừng tài khoản. Cái này rất quan trọng nhé. Đấy, do là cái thông tin cá nhân nó rất quan trọng nên là sau khi các bạn đọc kỹ cái này, các bạn sẽ vào xác minh ngay. Thì tôi khuyên các bạn là các bạn nên chụp mặt trước mặt sau của chứng minh thư hoặc bằng lái xe. Theo tôi nên dùng bằng lái xe tốt nhất, vì chứng minh thư để chúng ta không nên dùng. Và các bạn nên paste nó vào cái giấy A4 ấy, à, bản Word ấy. Sau đó các bạn gửi cái bản Word này cho đây này, và đây là xác minh này, bạn gửi là ok. Đấy, tôi đã làm rồi và chính xác là được luôn. Đấy, còn nếu mà các bạn chụp gần quá không lấy được 4 mét ngoài hoặc là bị bóng hoặc lóa ấy, thì các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Đấy, do bí mật cá nhân nên tôi chỉ xác hướng dẫn các bạn đến đây thôi. Chào các bạn.